bảo đảm bán hết rồi giai đoạn này ha. Thì ở giai đoạn này mà khi mà cô chú chị mình đang có cái nhu cầu mà tìm những cái nguồn hàng bán Tết, nó tầm tầng hàng chậu cha 6, nhưng mà cái này phơm lớn nha, thì đây là cái một trong những cái vườn đáng để chúng ta mà lưu tâm, mình đem về mình bán Tết nhất luôn ha, hoặc là chơi Tết nhất luôn. Đây cho nhà mình xem, thì nó đạt như nãy giờ em quay thì phải nói nó đạt là hầu như là 99% ha, không có cái cây nào xấu cả nhà mình. Nhìn từ bên kia qua bên đây nè, hoặc là nãy giờ em quay ở cái hướng máy bển, nãy là đầu tiên là quay nó đó, là nó cực kỳ đạt luôn ha. Xuất sắc chưa? Cô chú anh chị thấy quá quá là xuất sắc ha. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến nhà vườn của Ngân tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà cùng giao lưu với nhà vườn mình một vườn mai phải nói là rất đẹp luôn nha cả nhà. Cô chú anh chị mình đang tìm cái nguồn mai để bán Tết thì đây là một trong những cái vườn đáng để chúng ta quan tâm để mình đem về mình mua đi bán lại nè, hoặc là mình chơi Tết đồ này nọ thì nó quá là ok luôn ha. Rồi chúng ta tiến vào gặp chủ vườn đi. Rồi em chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng có lên giao lưu với cả nhà lô mai tàn hàng chậu 6 với chậu 7 nha cả nhà. Thì mong cả nhà mình coi nếu như hợp nhãn thì ủng hộ em nha. Ở trong đây thì em có chậu 6 là tầm khoảng 350 cây. Chút xíu nên anh Thảo sẽ quay vòng vòng cho cả nhà mình tham khảo cây nha. Dạ rồi. Cái khoan để mình báo luôn cái giá mình con này có hai loại ha, báo giá hai loại luôn cho cô chú anh chị mình nắm cái rồi bắt đầu mình đi vào chi tiết nè. Dạ cái này là 350 cây. Cô chú anh chị mình lấy hết á, thì em để là 1,3 triệu một cây là giá tại vườn nha cả nhà. Còn hàng chậu 7 á, thì lấy hết em có tầm khoảng 140 cây. Những cái hàng này là đều em lựa ra hết rồi nha cả nhà. Những cái nào mà xấu á, là mình lựa ra mình bỏ ra hết rồi. Cái hàng chậu 7 á, là em để là 2,2 triệu một cây là giá lấy xô. Rồi ví dụ mà cả nhà mình có muốn thương lượng sao nữa thì cả nhà mình cứ liên hệ trực tiếp cho em nha. Thí dụ như 1,3 triệu mà mình lấy hết thì nó hơi nhiều quá. Ví dụ như mình cắt ngang nó có giá đó không hay là kiểu sao? Cũng được, ví dụ như mà lấy theo lối anh. Đúng rồi, thấy lấy xô luôn á. Dạ. Nói chung là anh quay vòng vòng anh quay là cả nhà mình thấy nó giống nhau không đây, à. Cả nhà xem nó rất là đều nha. Tại vì á đây bên nhà vườn mình là những cái hàng nào mà nó đạt thì coi như là để riêng khu ha. Do đó dạ. Thì cả nhà mình xem nó đều rất là đều. Dạ. Cái hàng này hoành tầm cỡ nhiêu ta? Ở đâu em đo hoành thử vài cây thử cái dạ. Nắm dao động cỡ nhiêu. Đây, hàng cây lớn lắm nha cả nhà. Bé nó ngồi tẩm thọt lỏng bên dưới kìa. Rồi cây này thì hoành là 25 mấy luôn á. 25 mấy, đây dạ. Cả nhà xem. Cây phải nói là rất là đẹp nha, này ở trên. Ở trên em quay xuống thì cả nhà mình không biết được nó bao lớn, nó ở dưới như đây, em đi tìm trước nha. Chỉ có ướt chút xíu nha. Dạ. Đây cả nhà xem, nó to lắm nha. 1,3 triệu một cây là xứng đáng đồng tiền bát gạo nha cả nhà. Chiều cao nó là tầm 1m6 1m7 đổ lên không cả nhà hơn này, á. Cái này thì chắc tầm 1m7 đổ lên quá. Dạ. Nghe là nó cũng mét chắc 1m6. Và nụ nút rất là ok, nụ dạ. Nút rất ok. Cái hàng này thì phải nói là cái hàng rất là chuẩn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Hàng này phải cực kỳ rồi. Vậy cô chú anh chị mình nói chung á thì không có đâu mà ngon bổ rẻ đâu. Ví dụ như cái tiền nào thì nó theo cái cây cái dạng đó thôi. Thì cô chú anh chị mình thấy cái hàng này cực kỳ chất lượng. Thì giá 1,3 triệu là em nghĩ cái giá cũng rất là vừa chơi. Những hàng này cô chú anh chị mình đem về là đi Tết là lên không có sợ đụng ai thôi cả nhà. Phải nói luôn. Từ cái dàn khung tàn nè, cô chú anh chị nhìn xem từ dàn khung tàn với dàn nụ nút, dàn lá ha. Phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn. Rồi, em đo thử một vài cây nữa coi Ngân. Ước không? Dạ không sao đâu anh. Đây, cả nhà mình xem nụ nút nè. Hàng này rất là chất lượng nha cả nhà. Này em đo ở trên luôn là cây này là 24 hoành. À 24 hoành. Đo ở trên đó nha. Coi như là nó dao động là khoảng 24, 25, 26, dạ. 27 đi như cây bên đó bự ghiêu dữ nè. Ha, kiểu vậy nó cũng có đủ trạng nha. Có một mớ ở trong cái 350 cây này là có mớ muốn vô được chậu 7 luôn á, mà cũng như là hồi Tết nó không có chậu á anh. Không đúng rồi, cái hàng này vô chậu 7 cũng được. Dạ. Tại này ép chậu. Dạ, ép chậu thì nuôi cây cũng nó hơi cực, cái mình tưới hơi cực ha. Tưới liên tục luôn á, nó khô hoài à. Để em gán lọn vô bên trong cho cô chú anh chị mình xem. Đi ở ngoài thì nó khỏe nhưng mà cô chú anh chị mình không thấy được hết đâu. Nè, chiều ngang chiều dọc đồ nó rất đẹp nha. Cô chú anh chị mình nhìn là trong hình hay là thấy mê ha, còn bên ngoài còn thấy đã nữa. Đây. Còn nụ nút thì dạch lên nó như thế này đây. Hàng chuẩn 100% nha cô chú anh chị. Do đó thì giờ cô chú anh chị mình mua lựa cũng vậy mà mua xô cũng vậy, em thấy nó cũng đều vậy. Còn thí dụ như mua lựa bên nhà vườn vẫn bán nha. Nhưng mà giá khác phải không Ngân? Dạ đúng rồi anh. Mua lựa, thí dụ như cả nhà mình mua lựa theo clip khác, còn mua lựa bốc sẫm hết một dạ, vườn nó lại khác nữa. Dạ.
Bữa nay mình có bán lẻ không hay là Bán lẻ thì 2,5 triệu một cây là em bao ship anh. À, 2,5 triệu một cây bao ship. Dạ, cái Không đó anh là mình ship xe tải tận nhà luôn á. Không nghĩ cái này 2,5 triệu một cây giá vừa chơi, chứ cái này mà giờ đâu có ship Đúng ship bô rồi. cục, ship 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 không ta? Tại vì cái này nó tặng xương ngang không mà, Xương anh em không có ship bô cục được. ngang cứng dữ lắm, cứng. Đây cả Dạ. nhà xem nè. Xuất sắc chưa? To lớn nha, bên nào cũng. Để em lên tên đi, lên tên quay cho cả nhà mình xem tổng thể đi. Cây nào cũng như cây nào à. Nó lớn lắm. Đâu đo thử cây này cây Ngân. Trời, cái này quanh bự lắm luôn á. Gốc nở không mà, cái này em có lắp mớ sợi dừa nữa chứ theo đó dưới, cái này quanh 28 luôn nè. 28 lớn nha cả nhà, nãy nhiều nhiều cây lớn lắm. Rồi em đi cái tên cái khu này cho cô chú chị mình xem. Để hồi em tràn qua khu bên kia quay luôn. Để cho nhà mình xem. Nó đẹp đều luôn. Ở trên này quay là phải nói là khách quan nhất luôn nè, khỏi cần làm mặt làm mày gì, trong ngoài bên trái bên phải rồi cả nhà xem, cực kỳ đẹp luôn ha. Công nhận bên nhà vườn mình làm xuất sắc. Nãy ngày dắt giờ tưới 2 lần quá ha em. Dạ. Đây cả nhà mình, giờ này là tưới nữa nè. À, bây giờ là em quay tầm khoảng 4 giờ mấy nè, là cái cây mai nó đã khô rồi. À, lúc này mình phải tưới vậy nó mới giữ được cái vàng lá nha cả nhà. À, những cây mai không tưới là cả nhà xem. Nó hơi lá hơi dẻo luôn rồi đó. Và dạch xuống là cả nhà cô chú chị xem nụ rút nè. Và ở đây bên nhà vườn mình con sát sát cậy do đó thì từ ở trên trong nách ra bên ngoài là nó đều có bông hết cho chúng ta ha, đều có bông hết luôn. Và khi một cây như thế này mà đã bao phí ship luôn có 2,5 triệu cây lẻ chơi thì nó cũng quá ok luôn. Đây em bước xuống rồi ngang đấy cả nhà xem. À, một cây như vậy đó mà tới ship tới tay cho chúng ta luôn 2,5 triệu cây thì nó xứng đáng đồng tiền bát gạo còn gì nữa. Đây em ra thử quanh cái à, này coi luôn chừng nước ướt em ơi. Không sao, cái này hoành 27 luôn. Hoành 27 luôn đó cả nhà mình xem. Ồ, mình đi ngã này được chứ hả em? Dạ được luôn anh. Đây, đi hết không có giấu giếm gì cho con chú chị mình xem là nó đẹp xuất sắc luôn vậy. Nó đều bon luôn mà. Và cái này thì em theo như em tham quan sát nó tầm 1,7 m ăn lên nha. Tầm 1,7 m ăn lên là nhiều. Đấy, cả nhà mình xem. Rất là phê luôn. Đấy. Ôi nuôi sao tốt dữ hả ta. Sướng chưa? Con chú chị mình xem nè. Bên mặt nào cũng đẹp hết. Và nguyên cái khu này là khu chậu sáo không đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Khu này chậu sáo hết nha cô chú chị, có 350 cây, nó đẹp như thế này đây. Đẹp xuất sắc luôn, đẹp lồng lộn luôn á. Đây cả nhà mình xem, làm những cây mai như thế này nói đó là quay hay là mình mua bán nó rất là tự tin cô chú chị. Rất là tự tin luôn. Hàng cực kỳ đẹp. Thì 1,3 triệu một cây là phải nói là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Đây cô chú chị mình xin nhìn nè, nhìn ngang nè, nhìn dọc nhìn xuôi em thấy hướng nào cũng rất là đẹp nha. Thì quanh đây á là quanh từ 24 tới 27 đi, nói chung 28 29 cũng có luôn nha cả nhà. Nhưng mà nãy giờ mình thấy rõ ràng 24 tới 24 27 là nhiều ha. Gốc to bự không à. Và chân cạnh cô chú chị thấy đóng sắt đất cái thằng nè. Đúng chưa? À, đều bon luôn ha. Đây đây ông chủ ông đang tưới nè. Đẹp xuất sắc mà nụ nút là cô chú chị xem. Cực kỳ luôn. Và bên nhà vườn mình cũng có ship lẻ nhưng mà ưu tiên bán số lượng nha cả nhà. Thì bên kênh em thì cô chú anh chị cũng có nắm rồi thì chuyên là những cái bán cái số lượng. Do đó thì cô chú anh chị mình cứ alo đi, người thương lượng giá cả. Bên nhà vườn mình đưa ra cái giá mong muốn như vậy thì cô chú anh chị mong muốn như thế nào thì cứ gọi alo nhà vườn. Anh cần 100 cây như vậy ha. Cái giá như vậy được hay không thì cứ alo đại đi. Có gì thương lượng. Bên nhà vườn làm ra yêu cầu là lời chút đỉnh là có bán. Rất là đẹp nha cả nhà. Xem đi phải nói là nhìn sướng con mắt luôn á. Rồi và từ bên này em đi qua tới khu bên kia bảo bọc vòng qua bên kia luôn cho cô chú chị xem. Nó đều bon vậy đó, nó không có lọt chọt nha cả nhà. Cái này bông sao Ngân? Dạ hồi em Tết trước nó cho thấy cái chặng cây. Mà bông ở à, trên được á. Chúng nước chúng gì? Bông nó tầm khoảng cái này giảo không luôn á anh, bông bự không à. Nói chung là bông 6, 7, 8, 9, 10 cánh. Có cây mười mấy cánh luôn á. À, dạ. Ông thấy thấy cái lá này thì thấy chắc nó độ nó là bông to. Đúng rồi, lá nó bự không à. Ừ. Đây cả nhà xem chất lượng chưa. Hàng như thế này nhìn sướng chưa. Em vô không? Vô luôn. Đây nè cả nhà, ở khu bên này thì cũng giáp nhưng mà nó rộng lắm. Quay qua khu bên này thì cái hàng, cái mẫu nó hơi khác chút xíu. Hơi khác chút xíu đúng không Ngân? Dạ đúng rồi, cái này thì cây nó thông hơn. Thông hơn. Nó đây. nó vừa tạng hơn chút xíu á anh. Ừ, cái này là con gọn hơn ha. Dạ đúng rồi. Đây, cả nhà mình xem bấm gọn nhưng mà nụ nó nhiều dữ lắm. Đây, thì những cái hàng mà mai mà con càng kẹo thì nụ nó càng kẹo rồi chứ không gì thôi. Dạ. Đây cả nhà mình xem chất lượng nha. Nó cũng như y như bên kia thôi. Nhưng mà cái form bên nhà vườn nó có hai cái dạng, nhiều khi
có những cô chú anh chị mình lại thích cái phơm bung xè, còn có chú anh chị lại thích cái những cái phơm mà tỉa cho gọn vậy nè. Nên nhà vườn làm hai cái dạng để cho chúng ta lựa chọn ha. Cái nào cũng đẹp, em thấy cái nào nó cũng quá xuất sắc luôn, rất là đẹp luôn. Hoành cũng chẳng đó chứ nha. Dạ đúng đâu rồi. Đâu đó ở cây này bự chứ. Đó cây này người ta nói mình làm mẫu nữa. Thôi cây này hoành tới 28 lận. Em tám nè. Đo đại ngay cây này đi, lớn nhỏ vẫn được. Cây này thì hoành dừa nè. À, hoành dừa. Cây này hoành gần 25 nè, mình tính 24 đi ạ. À, tính 24 đi. Dạ. Nó vậy đó. Cả nhà xem hàng này thì nụ nút cũng quá đẹp luôn cô chú chị. Wow, trời ơi, một cái nút nó lên như cái nải chuối luôn hả Ngân? Dạ, cái bên này nó như siêu nụ vậy anh, em không biết làm sao á. À. Đây là tại tại vì giữ thần hồng vậy đó hả? Cái lô mà con kẹo lại vậy thì nó y như siêu nụ luôn. Wow. Cây nào cũng vậy hết. Không, bên kia thì nụ cũng dữ lắm nha cả nhà. Dạ. Nhưng mà qua bên đây thấy dàn nụ bên đây thấy khủng khiếp rồi đây. Cái hàng này cô chú chị mà đi bắt là ngon luôn đó cả nhà. Nụ nó lên sẵn như thế này. Trời ơi, kẹo dữ thần hồn luôn kìa. Nó y như giống siêu nụ vậy á. Đây gạt lên coi. Đây cả nhà xem nó đâm nùi. Cái này chắc tại con nó sâu chắc, vô chắc cái con sâu vô đó. Nó thúc nụ lên dữ. Dạ. Nha. Đứng bên đây được không ta? Không chịu tới không biết. Chắc chưa đâu anh. Đây cả nhà xem xuất sắc chưa, rất là đẹp luôn, lọt vô bên trong cây nào cây nấy cả nhà xem nhìn mê luôn mà xuất sắc ha. Đây dài vô kia luôn phải không? Dạ dạng dưới luôn. Thì nhắc lại để cho thôi cô chú anh chị mình nhiều khi mình kéo qua đó mình không có nắm được cái giá hen. Bên nhà vườn mình có hai cái cỡ chậu, một loại là chậu 6 như thế này là có 350 cây, bên nhà vườn giao luôn ta giá 1,3 triệu một cây giá xô nha. Còn cái loại chậu 7 là có nhiêu cây qua này Ngân? Dạ 140 cây. 140 cây, giá là? Dạ 2,2 triệu. 2,2 triệu một cây. Dạ. Cũng là giá xô nha cô chú anh chị. Dạ. Để chạy mấy ông, để không mấy ông tưới. Qua đây đi Ngân ơi. Đấy, cả nhà mình xem. Thì cái đó là cái giá xô thì cô chú anh chị mình. Mà em thấy cô chú anh chị xem nè, nãy giờ em quay nè, nó đều bon luôn. Ví dụ cả nhà mình mua lựa thì bên nhà vườn bán lựa với cái giá lựa nha. Còn mua xô thì cũng bán xô. Đấy. Nụ nút thì phải nói rất là đạt chuẩn luôn. Và cái bông á thì bên nhà vườn mình thông tin đó là bông rất là đẹp nha cả nhà. Và thời gian gần đây thì em đi quay nó vậy đó, ít có cái hàng nào mà bông xấu lắm. Bông nó từ 6 tới 10 cánh là nhiều, có mười mấy cánh cũng có, nhưng mà cái hàng đó mình báo dự trù vậy đi. Nó tầm khoảng 6 cánh ăn lên là nhiều ha. Rất là đẹp. Cả nhà mình xem cây lớn nha. Chỗ Ngân đứng rồi cả nhà mình thấy cái cây không, không thấy bé Ngân đâu. À. Và ví dụ như cô chú anh chị mình thích cái mẫu này nhưng mà mua về chơi Tết thôi thì bên nhà vườn vẫn có ship lẻ cho ông ta luôn với cái giá là 2,5 triệu bao phí ship nha. Còn cả nhà mình mua xô thì giá 1,3 triệu một cây. Đấy. Hàng đẹp lắm cả nhà, càng đi càng muốn luồn vô vô xem ha. Nụ nút nè. Và cái hoành cái hoành bên kia là nó chạng nhiêu Ngân? Cái hàng của chậu 7 á. Chậu 7 thì chạng nó tầm 26, 27 cho tới 30. Có cây cũng ba mấy luôn anh. 26, 27, 30. Dạ. Nó có cái vậy nè cả nhà mình. Tại vì á, bên cái khu bên kia thì nó xa khu bên này. Do đó Ngân có quay, sẽ gửi cái clip dồn lại cho em. Em chỉ quay cái khu bên chậu 6 thôi. Do đó thì em không có nắm. Nhưng mà quay cũng rất là kỹ, rất là chi tiết cho ông ta. Tại bé Ngân cũng chuyên mua bán mà. Chuyên mua bán nên rành lắm. Quay rồi cô chú chị mình mua một cái. Alo Ngân ơi, anh cần cái dạng đó. Thì bên nhà vườn mình sẽ quay chi tiết cho ông ta. Nhiều khi quay kỹ hơn em nữa. Đấy. Là cái này em đi coi như là đi sâu đi guồn vô, nãy giờ cô chú chị mình có thấy cây nào xấu không? Không có cây nào xấu luôn á. Không có làm mẫu làm mặt gì tân nha cả nhà. Như cây này vậy là thấy là đã trống rồi đó. Đó cả nhà xem. Nó lùn mà tàn xuống dưới đất luôn nè anh. Trời ơi sát đất luôn, cô chú chị thấy chưa? Cưng ghê chưa? Nhà vườn làm đạt thiệt, phải làm vậy bán mới có lời chứ thật ra mà nói làm cái cây mai tàn nó cực dữ lắm cô chú chị. Thì tưởng tượng tới một ngày tưới 2 lần là mình thấy cái công là cũng khá rồi đó, mà đâu phải tưới lần mau đâu cả nhà. Tưới một lần một buổi là coi như là tưới nguyên ngày luôn, còn gì nữa. Đó chứ nếu như một người chắc tưới một buổi à chứ hả Ngân? Dạ. Chứ đâu phải mau đâu. Đấy. Này cũng muốn giáp khu rồi ha. Tưới đây. Kỹ lắm. Đây cả nhà mình xem, từ bên kia qua bên đây ha, là cũng là một lô đó. Rất 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 đẹp luôn. Rồi mình giờ đảo trở ra thôi. Nói chung thì nội dung cũng có nhiêu đây, nãy giờ mấy anh em đi cũng muốn giáp rồi. Nè giờ đi dạch nút cho cô chú anh chị xem ha. Còn nói về cốt cành á thì để dạch cho nãy giờ không dạch cô chú anh chị cự. Đó cành thì nhìn là cứng ngắc luôn nha, từ trên xuống dưới cứng ngắc luôn, xuất sắc. Lâu lắm rồi mới quay được cái đám mai đẹp như vậy. Nó vừa đẹp cái phần tàn mà nó vừa đẹp cái phần nụ luôn nha cô chú anh chị. Phần tàn thì xuất sắc, còn nụ nè, nụ này rất tự tin luôn nha.
nói thành ra cây cũng có dưỡng, em đi quay cũng lửa muốn chết luôn nha. Chứ còn còn cái này là khỏi cần cây nào em bạ vô, cây nào là cây đó là đẹp xuất sắc cây đó ha. Ôi trời, cái gì anh, có cái nè ngăn ngăn chạy em đây. Sợ nhất con đó à, nụ nút quá trời luôn đó nha. Chung để giờ em hạn chế dập cái nhà mới gặp bé nè. Bye bye anh. Rồi em đi ra ngoài đi, tắt cái mic giùm anh luôn nha. Đây nụ nút cả nhà, em xem là xuất sắc chưa. Nói chung cái hàng này đẹp lắm cả nhà, hàng cực kỳ xuất sắc á. Thì cô chú anh chị mình đang cần cái nguồn, đang cần cái nguồn mà để mua về bán Tết, thì đây là một trong cái vườn đáng để chúng ta mà xem xét nhất nha cả nhà. Từ hồi đầu mùa tới giờ nha, không biết khúc sau nữa sao nha. Còn cả nhà mình thấy khúc trước nữa thì bà bảo đảm bán hết rồi. Giai đoạn này ha, thì ở giai đoạn này mà khi mà cô chú chị mình đang có cái nhu cầu mà tìm những cái nguồn hàng bán Tết, nó tầm tầng hàng chậu cha 6 nhưng mà cái này phơm lớn nha, thì đây là cái một trong những cái vườn đáng để chúng ta mà lưu tâm mình đem về mình bán Tết nhất luôn ha, hoặc là chơi Tết nhất luôn. Đây cho nhà mình xem, thì nó đạt như nãy giờ em quay thì phải nói nó đạt là hầu như là 99% ha, không có cái cây nào xấu cả nhà. Mình nhìn từ bên kia qua bên đây nè, hoặc là nãy giờ em quay ở cái hướng máy bển, nãy là đầu tiên là quay nó đó, là nó cực kỳ đạt luôn ha. Xuất sắc chưa, tôi chính chị thấy quá quá là xuất sắc ha. Đây để em vô cái chỗ nào nó hơi trống chút xíu để cho chúng ta dễ thấy ha. Và cái lô này nó vừa đẹp phần tàn mà vừa đẹp cái phần nụ luôn, cô chú chị thấy ha, vừa đẹp phần tàn vừa đẹp phần nụ luôn. Giá thì em xin nhắc lại ha, bên nhà vườn mình hôm nay giao lưu chúng ta hai cái cỡ giá. Thứ nhất là loại chậu 6 là 1,3 triệu và loại chậu 7 là 2,2 triệu ha. Là cái giá đó là cái giá show. Thì mọi chi tiết thì cô chú anh chị mình chắc có lẽ thì liên hệ chắc trực tiếp chỗ nhà vườn đi để mình thương lượng cái giá cả, lấy ít lấy nhiều gì đó ha. Phải nói quá đẹp cả nhà. Cái đám này khen là mỏi miệng luôn á. Chắc cô chú anh chị cũng ném đá em dữ lắm. Nhưng mà thật sự là nó đẹp thiệt, rất rất đẹp luôn. Để ra khu nào trống quay vô một cái coi. Này chút xíu nó lọt mương nè. Đó cả nhà xem. Nó đẹp dữ lắm, đẹp. Rồi bên khu này thì cô Hiếu có một cái số cái số mang rất là già nè. Ở đây thì cái này em có gồm cúc 150, thọ hương, cúc hoa hồng, dạo cánh tròn. Thấy có bạch mai nè, hình như dạ. Đây cái này gì? Cái này là 150 ạ. 150 ha. Dạ. Rồi cái hàng này hình như thấy ghép già mùa dữ lắm, thì nó tầm khoảng như bao lâu rồi em? Cái này nó nằm khung cũng 7-8 năm không anh rồi. 7-8 năm à, cả dạ. Nhà mình thấy nó cùi mà nụ nút nó khủng khiếp ha. Cái này mình giao lưu giá nó tầm bao nhiêu một cây hiểu không? Cái này em giao lưu là giá từ 2,5 triệu tới 3,5 triệu một cây ạ. 2,5 triệu tới 3,5 triệu mà những cây già to như thế này thì. Nhưng những cái này thì nó nằm khung cỡ 3,5 triệu một cây. 3,5 triệu một cây. Là ở đây nè cả nhà, nó có cái ví dụ như có những cái giống rất là lạ nha. Không phải lạ gì nhưng mà giống cũng đáng để sưu tầm ha. Như là cúc hoa hồng thanh tú nè. Rồi có được một cái cây quỳnh tỷ nữa. Quỳnh tỷ xưa đó. Đấy. Cả nhà xem quỳnh tỷ nè. Chung thì bên nhà vườn thì cái nước nuôi coi như là không có quá xuất sắc nha, nhưng mà được cái cô chú chị về nuôi lại khỏe. Không ít có phần thuốc nuôi lại khỏe chứ đâu. Như cây quỳnh tỷ này nhiêu nè hiểu rồi? Dạ như cây quỳnh tỷ này nhỏ thì nó 2,5 triệu anh. Đây cả nhà xem quỳnh tỷ nhỏ 2,5 triệu dễ chơi hết. Hàng này giờ cô chú chị mình kiếm trên thị trường cũng khó kiếm nha. Cái cúc bự chảng nha cả nhà. Đấy. Dạ, nó đặc biệt là nó rất là già. Đó, rồi. Có những cây là nó liền luôn á anh. À. Là như anh coi những cái này nè, nó liền hết luôn. Cái này gì đây? Cái này là hoa hồng. Nó đâu? Già nó lên. Trời ơi cả nhà. Cũng như xù vậy. Xem mấy cây hoa hồng mà nó già cỡ này nữa cả nhà. Cúc hoa hồng thanh tú nha. Cô chú anh chị mình kiếm cái hàng già thì không đâu ra. Trời ơi cái này gì đây? Nó liền. Già như nó liền như cây rin vậy đó. Cái này là cúc hoa hồng luôn hả? Dạ đúng anh. Trời ơi, đây cả nhà xem những cái cúc ghép nè. Ôi ôi, mấy cái hàng này ha, nó nở cho mà coi ha, cho mà né. Rồi có thấy có bạch mai. Ở đây anh, đây. Bạch mai. Bạch mai nè cả nhà, trời, cái cúc ghép cũng thối thần vậy đấy hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cúc ghép nằm đâu? Ôi ôi, mấy cái cúc ghép này chắc nằm tên này quá. Dưới không phải đâu, nào nằm đây nè. Như cây bạch mai này nhìn là nhiêu hiếu? Dạ như cây này là 3,5 triệu xứng đáng đồng tiền bắt gạo nha cô chú anh chị.
to lớn nha, bự chảng mà nó già khủng khiếp nha, cây mai vườn nha cả nhà. Lại đứng gần cái tàn đó hiểu. Dạ đây. Đó, cả nhà xem form tàn như cây này là 3 triệu rưỡi nha. Nói chung quay cả nhà thông cảm cái này tại nãy là quay một cặp rồi có bị khói quá, mấy anh em qua đây quay dặn quay gạo cho cô chú chị xem thôi. Dạ. Chứ lên thông số nhiều quá thì cô chú chị xem sẽ rất là ngán. Rồi như những đây là cây cúc hoa hồng nè, ha, cúc hoa hồng nè. Lô này chắc cúc hoa hồng nhiều á hiểu. Dạ nhiều anh. Đó, lô này em có khoảng là 20 cây. Cái này nè cả nhà, cái cây cúc hoa hồng mình chơi rất là hay nha. À, Tết mình chơi bông thì nó đẹp rồi, nhưng mà ngày thường á chơi lá cũng rất là xuất sắc nha. Nó là một trong những cái dòng lá rất là đẹp, lá đỏ bầm đẹp lắm. Và nụ nút nè, nó đeo chi chít nè. Hàng này thì Tết nó nở bông cho mà coi. Nụ cốt cành nè. Như cây nhỏ nhỏ này chắc giá cũng tương đối nha, cây này gọn nè. Dạ đúng anh, nó 2 triệu mấy. 2 triệu mấy mà cả nhà xem cái cành này nha, cái cành ghép nè, cốt cành nó già tới cỡ này đây mà. Quá trời, mấy cái cây này nó già. Lô này đặc biệt là toàn bộ là mai vườn hết chứ không có. Trời ơi, cái cây này cái không lấy cốt ghép nằm đây ta. Dạ đúng anh. Trời ơi. Cây đó là nhìn không biết là cây mai ghép luôn. Cây này y như cây ghim luôn cả nhà ơi. Dạ, nó đây là như cây ghim. Này đúng là đồ cổ đánh đổ dân chơi nè, mấy cái hàng này thích nó nở cái ha. Xuất sắc. Đây này cả nhà xem mấy cây này nó lên cái da già khủng khiếp. Này tiếc cái mà nuôi được cái màu lá đẹp nữa là nhìn vô hấp dẫn. Dạ, đúng. Tuy nhiên nhà cái lối này vậy chứ tháng sau người ta cũng không cần lá lú gì nữa đâu, chủ yếu là nụ với cành nhánh nó đều là ok. Đó. Có mấy chục cây như thế này nữa cả nhà. Cây này cúc tầm 50 ha. Dạ đúng anh. Quá trớn cúc tầm 50 già nè cả nhà. Lên da xù xì nè. Như cây này là mình giao lưu nhiêu phải không? Như cây này 3 triệu rưỡi hả? 3 triệu rưỡi một cây cúc tầm 50 như vậy cả nhà thấy cũng xứng đáng ha. Như cây này đường kính tàn nó rất là lớn, nó tới 130 luôn. À. Hoành thì nó không to hùng nhưng mà mấy dạ cây này già dữ lắm cả nhà. Rồi mình có cái lô này tổng cộng nó khoảng nhiêu cây nè? Lô này tổng hết nó là 30 cây. Ừ, 30 cây đủ loại nha cả nhà. Dạ. 30 cây đủ loại là giá chợ dao động tự chỉ từ 2 triệu rưỡi tới cho tới 3 triệu rưỡi. Tới 3 triệu rưỡi một cây thôi. Tất cả em bao ship hết. Rồi ok. Rồi thì nói chung á thì cái khu bên đây thì nội dung nãy giờ thì em quay coi như cũng giáp rồi. Chắc có lẽ kết thúc clip đây ha quá ha Ngân. Dạ. Có gì muốn nói với cô chú anh chị mình không? Dạ chút xíu nữa em cũng có cái chậu bẫy gắn vô đây, có gì cả nhà mình coi rồi tham khảo ủng hộ giùm em. Vườn em thì ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Cái Lách, tỉnh Bến Tre nha cả nhà. Số điện thoại của em là 0383 799 937. Sau đó cũng là số Zalo của em luôn. Có gì cả nhà mình liên hệ qua cho em để tư vấn cụ thể hơn nha cả nhà. Rồi ok. Dạ. Rồi thôi cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay á. Thì ngoài cái nãy giờ em quay á thì một chút xíu nữa thì có gắn cái clip bên chậu bẫy qua. Tại xa đó cả nhà, bên anh em nó sẽ quay sẵn nên cũng cũng đỡ phần nào cho. Rồi em lên tên quay lại cho cả nhà xem cái nè. Đây, nhìn xuất sắc chưa? Đẹp tuyệt vời luôn ha. Tại cái miếng đất của em nó ở dưới đây nè, nên nhiều khi mấy anh đi ngang á cái không có thấy. Không để ý tới. Dạ. Tại nó mình tưởng nó nhỏ chứ mà bước xuống dưới cả nhà thấy nó đẹp rực rỡ luôn nè. Nó đẹp và là đẹp đều nha cả nhà, đẹp rất rất đều luôn. Đây từ bên đây qua mị mị bên kia, nắng hơi chá để em zoom lên cả nhà xem. Đấy. Dây hồng chưa? Nó đẹp xuất sắc vậy đó. Còn mấy cây xấu đem bỏ đâu hết hay là nuôi đẹp đều hết vậy ta? Sao không thấy cây xấu nha? Không có lựa cái nào luôn á. Không lựa mà nuôi đạt vậy đó. Rồi cả nhà xem. Nói chung nhà vườn chăm bẩm rất là kỹ. Rồi thì thôi chắc có lẽ em xin kết thúc clip đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết clip ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt cả nhà.